Anh Quang sẽ bước ra đây ngay bây giờ và chỉ có một con đường duy nhất, đó là tỏa sáng để tự cứu lấy mình. Xin mời anh Quang. Pizza là một món ăn mà mình yêu thích nhất và mình thèm nhất. Mình ăn một miếng pizza lúc đấy là không còn nghĩ đây là cuộc thi gì nữa. Bây giờ ăn hai miếng cảm thấy tội lỗi kiểu gì ấy. Ăn xong cái miếng pizza đấy, mình có nói với chị Vân là chị Vân chỉ thốt lên một câu: trời, qua cái thử thách bữa ăn này thì mình cảm thấy bản thân của mình vẫn là một người rất là thèm ăn, có khi là thèm ăn nhất trong các thí sinh. Nhưng mà mình có khả năng tập thể lực với cường độ mạnh nhất. Mình tin rằng bằng việc tập luyện thì mình có thể đốt cháy được năng lượng dư thừa mà mình đã nạp vào trong cơ thể của mình. Bài nhảy của tuần này của mình là một câu chuyện cổ tích. Cái khó khăn lớn nhất của mình đối với bài nhảy tuần này là phải tập diễn tả nội tâm của nhân vật, các cơ mặt của mình. Mình diễn thì rất hay là bị đơ, nên là khi mà mình tập bài này thì chị Vân có hay mắng mình và chỉnh sửa cho mình để sao mà mình diễn tả cho đúng nhất. Mình sẽ cố gắng thật tốt, quyết tâm. Và xin mời anh Trần Huy Trần nhận xét về phần thi của anh Quang. Em nói em có ăn hai miếng pizza hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Xong cuối cái clip em nói phải cố gắng, quyết tâm. Anh muốn nhắc em đang thi. Nếu mà trong tuần vừa rồi em ăn hai miếng pizza là không tốt. Và giờ này em là người thí sinh cuối cùng. Tập trung nhiều hơn nữa về cái phần thi của em. Tại cái bài của em vừa rồi tuyệt vời. Lúc nó mới bắt đầu thì thấy là kiểu trang phục là Beauty and the Beast, yeah. Và cũng là ok, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà lúc vô cái phần tụi em thể hiện và diễn, cái đó rõ và quan trọng trong cái tuần này. Tại nhạc kịch mà cái động tác cuối mình có đụng nhau không? Có hả? Thì có đó. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Huy và xin mời anh Hoài Linh. Bài của các em nó có chút lắng động, nó có ngập ngừng và nó có một cao trào. Tức là em đẩy người xem từng cái cảm xúc một, nó càng lúc nó càng lên cho các em. Khi các em bùng phát ra, cái nó giống như là cái viên pháo hoa mình bắn lên, nó chỉ có một cái vệt như vậy thôi. Và cuối cùng nó bung ra 1000 tia rồi nó rớt xuống. Rất là đẹp, tuyệt vời. À, chính Thùy Vân đã giúp cho em và tạo cảm xúc cho em để em thăng hoa như cái ngày hôm nay. Cảm ơn Thùy Vân và anh Quang nhé. Bạn là người có số cân thấp nhất nên bạn thi cuối cùng. Nhưng tiết mục của bạn đã đặt đề ở phần cuối cùng là nó làm cho một cái không khí khác hẳn. Đúng một tiết mục để ao chương trình là đẹp nhất. Và trong 10 tiết mục dự thi ngày hôm nay, chỉ có một tiết mục của các bạn
là có được yếu tố bùng nổ một cách đúng nghĩa. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và xin mời anh Quang hãy bước lên phía trước khám phá một nửa số điểm của mình. Số cân cũ của bạn là 75,8 cân và số cân mới là 74 cân, giảm được 1,8 cân, tương đương 2,4%. Mời bạn quay trở lại với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin mời trở lại anh Khoa và thí sinh có số điểm thấp nhất trong 8 thí sinh. Đó chính là Chí Lễ. Xin mời. Tuần này chúng ta có 3 chàng trai. Điểm của Chí Lễ là thấp nhất trong các thí sinh, 8,5 điểm. Hai thí sinh còn lại, một trong hai bạn nếu cao hơn sẽ an toàn. Điểm giảm cân của anh Khoa là 1,7. Và xin mời ban giám khảo hãy chấm điểm. Ba cái tiết mục hôm nay của các em rất là sáng tạo và có một cái màu riêng. Và phải cảm ơn ba bạn biên đạo là Ngọc Hà, Huỳnh Mến và Thủy Vân để giúp các em đến cái điểm này. Cái điểm của mình cho bạn Khoa 8 điểm. Chúc mừng anh Khoa. Anh Hoài Linh ạ. Anh cho em 9 điểm. Và anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Không có yếu tố nào để chê cả, 9 điểm. Xin chúc mừng anh Khoa. Và như vậy, điểm trung bình của ban giám khảo dành cho anh Khoa đó chính là 8,7 điểm và tổng điểm của bạn là 10,4 điểm. Bạn an toàn. Xin chúc mừng. Như chúng ta đã biết, điểm giảm cân của anh Quang là 2,4 điểm. Bây giờ sẽ là thời khắc quyết định ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người phải ra về. Chúng tôi nhận thấy ban giám khảo đang hội ý và đã đến lúc họ phải đưa ra số điểm dành cho anh Quang. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Đối với cái bài câu em về chuyên môn động tác, kỹ thuật, giải trí, 9 điểm. Chúc mừng bạn. Xin mời anh Đào Vĩnh Hưng ạ. 9 điểm. Và số điểm anh Hoài Linh dành cho anh Quang là... Ôi là 9 điểm á. Và như vậy, ban giám khảo đã dành cho anh Quang điểm trung bình là 9 điểm và tổng điểm của bạn 11,4. Điều đó có nghĩa là anh Quang là người ở lại với